Bí ẩn, nốt sần trên lá sung mà chắc chắn ai cũng từng thắc mắc. Không biết từ bao giờ, sung trở thành một trong những thực phẩm không thể thiếu trong ẩm thực Hà Thành. Đọt sung, lá sung, quả sung được hô biến thành những món ngon khó cưỡng. Nói về sung, người ta có thể kể đến vô vàn các món ăn từ loài cây này. Đáng nhớ nhất là món lá sung ăn kèm với nem phùng. Vị ngọt béo giòn của nem quyện mùi thơm của thính, vị chát của lá sung, chua cay của nước chấm, ngon ngất ngây. Thế nhưng, đôi khi nhiều người lại thắc mắc, tại sao lá sung ăn kèm xuất hiện những nốt sần kỳ lạ, trông giống như những mụn nổi lên như vậy nhỉ? Cây lá như vậy được gọi là lá sung dị tật, sung cóc hoặc lá vã. Tuy nhiên, bạn có biết nốt sần ấy thực sự là gì không? Thực ra đây cũng là một thắc mắc được nhiều người nuôi cây cảnh trên thế giới đưa ra. Có người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cây sung đang mắc bệnh. Người khác thì nghĩ đơn giản là cấu tạo của nó như vậy, không khác được. Nhưng sự thật thì không chỉ lá sung mà nhiều loại lá khác cũng có thể xuất hiện các nốt sần tương tự. Đó không phải là bệnh mà là dấu hiệu cho thấy côn trùng và một số loài sâu ký sinh đã tấn công lá cây này. Lá xuất hiện các nốt sần cũng giống như phản ứng nổi mề đay trên da của con người khi bị dị ứng vậy. Nhiều người đến đây có thể lo ngại các nốt sần ấy là trứng sâu bọ. Nhưng mà hãy yên tâm nhé, ở thời điểm bạn thấy những nốt sần xuất hiện thì con sâu tấn công cái lá đã rời đi từ lâu rồi. Và bản thân các nốt sần cũng rất hiếm khi có chứa trứng của sâu. Ngoài ra chỉ có các lá tươi mới mọc từ chồi mới dễ xuất hiện phản ứng này, còn nếu lá đã già thì rất hiếm khi nốt sần xuất hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu khoa học nào nói về vấn đề này. Nhưng trong đông y, lá sung nốt sần được xem là tốt hơn những lá bình thường, có thể chữa khỏi được nhiều bệnh cực kỳ khó chịu như bệnh gan, nhức đầu, làm thuốc bổ cho người lớn. Vậy thì cứ yên tâm mà ăn lá sung thôi, bởi vì nó ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những kiến thức kỳ thú.